Năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò nước chủ tịch ASEAN với chủ đề ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng. Việt Nam trong năm chủ tịch sẽ thực hiện vai trò củng cố khối đoàn kết, thống nhất và sức mạnh nội tại của ASEAN, gắn bó với người dân, lấy người dân làm trung tâm nhằm trao đổi về các sáng kiến ưu tiên cho năm chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam. Trong buổi làm việc với ông Datolin Jokhoi, Tổng thư ký ASEAN mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN trong bối cảnh nhiều thay đổi với cục diện mới. Việt Nam sau 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện về kinh tế, xã hội, vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế nâng cao đáng kể. Tại buổi làm việc, Tổng thư ký ASEAN Datolin Jokhoi đã có những đánh giá rất tích cực, đồng thời khẳng định Ban thư ký ASEAN sẽ có những hỗ trợ cụ thể thiết thực để Việt Nam triển khai hiệu quả các định hướng ưu tiên cũng như góp phần thực hiện thành công vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020 của Việt Nam.